Ăn này con coi mấy gì? Cánh mướp á. Cánh mướp à? Ở quả mướp thì đá ra. Vậy chứ xuyên nặng. Đơn giản vậy thôi đó hả? Ở vai thuyền đó. Ăn đi có nhà mẹ đẹp đó. Cái nhà mẹ đẹp hả? Nhà này đẹp đó hả con? Dạ. Dạ. Thấy cưng quá à. Cái nhà này đẹp không? Đẹp. Nhà này khổ con chết đẹp cái gì. Ừ, mấy mẹ con ăn canh với mướp thấy tội nghiệp gì. Có mua gạo chưa? Có rồi. Lâu lâu ăn cá thôi. Dạ. Có thể bay trên nhà của con có đẹp luôn á. Thiện xin mến chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay Thiện tới đây thăm hai mẹ con của chị Thị Hương. Thì hôm nay tới đây Thiện cũng có mua đồ ăn rồi cho gia đình. Với lại cũng thông báo với gia đình luôn thì Thiện cũng đã nhận được sự giúp đỡ rất là nhiều của cô chú anh chị gần xa đó. Giúp đỡ hai mẹ con xây dựng nơi căn nhà này. Đây Thiện có mua hủ tiếu, mua mì, sữa, rồi thức ăn, đường, nước mắm, bột ngọt, dầu ăn nữa. Chưa mua đồ cho nè con. Rồi hai mẹ con xuống võng đi. Thiện xin mến chào cô chú anh chị và các bạn. Thì ngày hôm nay Thiện tới đây thăm lại gia đình của chị Hương. Đây hai mẹ con sinh sống trong cái chòi nhỏ đó. Thì ngày hôm nay Thiện cũng có tới đây để thay mặt cô Hoa ở Boston, Mỹ. Cũng có gửi về 3 triệu rưỡi đó. Thì Thiện cũng có lấy cái số tiền là hơn 500 ngàn để mua đồ ăn cho gia đình. Đây có hủ tiếu, có mì, có bánh, rồi bên đây đường, dầu ăn, sữa, nước tương, rồi muối nữa để cho hai mẹ con. Này là phần của cô Hoa gửi cho chị ha. Dạ, thay mặt hai mẹ con cảm ơn cô Hoa nhiều lắm. Đó là phần là thức ăn nha. Dạ. Rồi hôm nay cũng tới đây để thay mặt anh Tình. Hôm trước anh có chuyển khoản đó, thì ở đây em lấy gửi cho hai mẹ con 1 triệu. Đó thì chị cầm đi để mua những cái gì cần thiết của gia đình đó. Dạ. Trong những cái ngày chuẩn bị cất nhà sắp tới đó. Dạ. Thay mặt em cũng cảm ơn anh Tình nhiều lắm. Thì ở đây Thiện cũng thông báo với tất cả mọi người một cái tin rất là vui là hai mẹ con ở đây được rất nhiều cô chú anh chị các nhà hảo tâm gần xa đó giúp đỡ để xây dựng cái căn nhà này cho hai mẹ con. Thì do công việc hổng gài của Thiện cũng nhiều, với lại lo cái phần bệnh của chị Lợi đó mà Thiện cũng chưa có kịp cập nhật những cô chú anh chị giúp đỡ mà Thiện công bố ngày hôm nay, thì cái phần đó Thiện sẽ cập nhật ở những video sau. Thì hôm nay trước mắt gửi tới cái phần thức ăn với lại tiền của anh Tình chuyển tới 1 triệu cho gia đình đó. Thì cái phần này để cho hai mẹ con lo cái cuộc sống trước mắt trong những ngày chuẩn bị làm nhà sắp tới đó, để cái có cái tiền trong người mà ổn định được cái phần vất vả hàng ngày mà gia đình sắp tới không có đi làm đi kiếm tiền được. Chị nghe tin được giúp đỡ các nhà chị vui mừng không? Em vui lắm, em không biết nói gì hơn. Từ đó tới giờ em ao ước được có cái nhà. Yeah. Mà không ngờ là được giúp đỡ nhiều hơn nữa, em thật sự rất là vui. Không có biết nói gì hơn ngoài hai từ cảm ơn rất là nhiều. Cảm ơn Pháp Bình mà nói vậy. Những người hảo tâm đã giúp đỡ hai mẹ con em, cảm ơn nhiều lắm. Em hứa nếu mà được sự giúp đỡ em sẽ cố gắng làm những bằng tất cả em làm, cố gắng để nuôi con, em sẽ vượt qua mọi khó khăn để sống, để nuôi con, để hai mẹ con, để cuộc sống ổn định hơn nữa. Thì cái số tiền giúp đỡ chị cũng tương đối là nhiều, thì em cũng dự định là cấp cho hai mẹ con cái nhà nó cũng kiên cố và
có thể là xây cái mặt cáo phía trước luôn nha. Tại vì cái nhà này thì ở chỉ có hai người thôi, ban đêm ban hôm thì cần cái nhà nó phải khóa rồi lại nó chắc chắn á. Thì Thiện sẽ cố gắng để giúp đỡ hai mẹ con xây được cái phía tường phía trước đó, thì xây cái nhà vệ sinh nó sát bên trên cái nhà luôn, có nghĩa là ban đêm ban hôm mở ra mở vô thì nó được thuận tiện hơn. Thì Thiện cũng thấy rất là vui mừng khi video vừa đăng lên trong vòng khoảng 1-2 tiếng thôi thì cũng có rất nhiều cô chú anh chị điện về cho Thiện là gửi tiền về giúp đỡ cho hai mẹ con đây cất lại cái căn nhà. Nhưng mà do không gài cái công việc của Thiện cũng nhiều mà cũng bận đi phát quà gạo cho bà con, với lại phần chị Thị Lợi Thiện không gài cũng sắp xếp để cho chị đi trị bệnh đó, cho nên hôm nay thì mới tới đây được. Thì Thiện cũng xin được ngưng nhận hỗ trợ gia đình này là do Thiện cũng nhận được rất nhiều rồi, thì hôm sau Thiện sẽ công bố lên. Tại vì mình cũng còn chia sẻ rất nhiều hoàn cảnh khác nữa, gia đình này thì mình nhận nhiều quá thì cũng không được. Mình chia sẻ những hoàn cảnh khổ hơn và những hoàn cảnh khổ mà mình đi trong thời gian tới đó. Thì có nghĩa là Thiện sẽ nhận mà giúp đỡ những hoàn cảnh khác chứ không phải gia đình này nữa. Tại vì hiện tại giờ nhận cũng rất là nhiều, vừa cất nhà vừa hỗ trợ sau này làm ăn và mua luôn cái giỏ cái máy nữa để đi làm ăn nữa. Nhưng mà bây giờ vậy nè, dạ, tình hình chị là phải sắp xếp công việc lại, chị không có còn phải đi hái rau với lại dạ, đi bắt ốc nữa. Tại vì con bé nó rất là nhỏ mà nó chồm chồm ở dưới nước á, nó rất là nguy hiểm dạ, nha. Dạ. Thì chị có dự định là mua cái giỏ cái máy không hay là sao? Nếu mà mua được cũng mừng, tại vì cần cái giỏ máy đi móc lúa đó, đi theo giỏ đi theo máy người ta khó khăn rồi lắm. Con bé chị để đâu? Thì bồng theo đại. Bồng theo rồi lỡ nó chồm xuống sông nó nhảy ra sông rồi sao? Chứ không làm sau này giúp đỡ thì một phần nào mình cũng phải gắng sức mà làm thôi. Mình cũng đồng có ý. Ai mà quen thuộc cái mình gửi đại. Đồng ý. Cái giờ chị đi làm á, gửi ai thân cận á, cho con bé nó ở trên bờ á, mà gửi người ta cũng khó nữa. Tại vì ai cũng có đúng cái rồi, cuộc sống riêng mà con mình gửi cho người ta vậy cũng không được. Bây giờ vậy được không? Hỗ trợ vốn cho chị để chị đi trên bờ chị mua bán bánh trái hay là nước mía hay là sinh tố hay là cái gì đó. Nhưng mà ở trên bờ thôi, không có đi xuống sông nữa. Dạ. Được không? Vậy cũng được. Hồi trước thì chị cũng có đi bán sinh tố, bán khoai, bán dạ, bánh, bán đồ đó. Bây giờ cũng như vậy đi. Dạ. Làm bánh bán được không? Dạ được. Vậy ha? Dạ. Vậy có cần phải mua cái giỏ không? Nếu cần thì cũng cần chiếc xuồng. Nhưng mà để vậy đang đi qua đi lại phải không? Dạ. Nhưng mà tuyệt đối là không có đi mua sinh trên cái giỏ cái máy nữa ha. Dạ. Ừ. Thì ở đây thì cũng có nhận được cái số tiền của cô Hoa ở Boston với lại anh Cường, thì hôm trước anh cũng có gửi về cho Thiện tiền đó. Thì những cái ngày sắp tới thì tranh thủ sắp xếp để mua giỏ máy cho hai mẹ con đây. Nhưng mà em khuyến cáo là không có đi xuống cái sông mà chở theo con bé này nha. Dạ. Tại vì khi xuống dưới đó nó chạy ra sông lớn nó chồm 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 cái bài đó, mà lỡ nó lọt xuống đó là chị chụp không kịp lại là nó sẽ bị đuối nước. Dạ. Nha. Đi trên bờ móc lúa thì hồi đó nắng nôi thì còn chấp nhận được đi, nhưng mà đi dưới sông là nguy hiểm lắm. Dạ. Nha. Dạ. Rồi vậy đi thì quyết định là cuộc sống ở trên bờ đi ha. Dạ. Chứ không xuống sông nữa nha. Dạ. Ừ. Thì cũng rất là vui mừng khi gia đình này được giúp đỡ cũng nhiều, cho nên hai mẹ con sẽ sau này sẽ có cuộc sống ổn định hơn. Ngôi nhà cũng ấm cúng và nó kín đáo hơn, không có còn phải ở trong cái chòi mà lụp xụp kiểu này, che mấy cái miếng tôn, miếng thiết tạm như vậy thì trời mưa trời gió nó sẽ bị dột, bị tạt mưa thì không có ngủ được. Ở đây chị có dự định là chăn nuôi gì này kia trên bờ thêm không? Cũng thích nuôi heo, cũng có nuôi mấy con vịt, nó thích nuôi vịt, nuôi gà, nuôi heo, thích làm mọi thứ luôn á, nhưng mà
điều kiện không cho phép nên mình có thể làm cái nào được thì mình làm. Bây giờ nếu mà không có bán khoai, bán đồ này kia thì có thể ở trên này nuôi gà, nuôi vịt gì đi. Dạ, đừng có nuôi heo ô nhiễm lắm. Chắc cũng nuôi gà, nuôi vịt á. Nuôi gà, nuôi vịt đi ha. Dạ. Tại vì tiền của cô chú giúp đỡ nhiều thì bây giờ đây nuôi gà ra đây ở nhà chăm sóc con. Dạ. Rồi bán gà, bán vịt đó ra rồi lấy tiền trang trải cuộc sống hàng ngày. Dạ. Rồi đợi khi nào con bé nó lớn lên á, nó biết đi, biết đứng, rồi vững vàng, rồi nó biết lội rồi này kia đó, thì lúc đó muốn làm gì cũng được. Dạ. Giờ trước mắt là phải ở nhà, dạ, lo kinh tế xung quanh nhà thôi. Dạ. Ừ. Thì Thiện dự định là cất cho gia đình này căn nhà cũng gọn gọn, có nhà ở, rồi có bếp, rồi có nhà vệ sinh luôn. Rồi sau này 1-2 ngày tới đó, Thiện sẽ sắm cho hai mẹ con cái giỏ, cái máy thì để đi đứng, đi tới đi lui, nhưng mà không có còn để cho chị đây đưa bé xuống dưới đó mà để đi bắt ốc hái rau nữa, rất là nguy hiểm. Sau này đã lỡ làm rồi em sẽ làm cái hàng rào ở dưới này luôn, rào lại cho con bé nó không có chồm tới chồm lui xuống dưới sông nữa. Ở đây nó thường đi tới đi lui dưới sông không? Nó sợ nước lắm, nó không có đi xuống đâu là. Nhưng mà... lỡ nó chơi cái gì đi rồi nó lỡ bay xuống đó, nó gượt theo nó lấy rồi sao? Dạ, cái đó là sự cố bất ngờ đâu biết được. Dạ. Bởi vì Thì ngày hôm nay là có hủ tiếu rồi nè, có mì, có thức ăn, bánh trái rồi này kia, có sữa đây nè, lấy cho sữa uống luôn nè. Uống sữa không? Uống không? Trời ơi, đâu có ướp ít uống sữa lắm, ăn toàn cơm không à. Có đâu uống hả? Đòi lắm mới cho đựng hộp á, có tiền mới cho đựng hộp á. Đòi lắm mới cho đựng hộp hả? Ừ. Nãy không có tiền mua, không dám mua bậy bạ ăn, chỉ ăn cơm mà no được. Người ta cho được, có uống. Hút nè con. Cô hút đi con. Ừ. Rồi. Ngon không? Ngọt không? Ngọt không? Chú Xuyển hỏi kìa không trả lời. Ngọt không? Ừ. Ngọt ha. Ở đây mua tới 4 lốc sữa rồi nha. Ừ. Thì uống hết đi rồi mới mốt mua nữa. Dạ. Ở đây là phần của cô Hoa gửi để mua sữa, mua thức ăn rồi đó. Rồi những cái ngày sắp tới đây sẽ lên vật tư, rồi sẽ nhờ những anh em tới đây dỡ nhà này ra rồi chuẩn bị làm. Dạ. Chắc phải cất ngay đây đi, để còn bên hông đó còn rộng rộng ra một chút để còn chăn nuôi là được, chứ mà cất ở bên kia thì bên đây nó cũng khó nha. Tôi dỡ rồi không biết ở đâu. Gì? Dỡ rồi không biết ngủ ở đâu chắc là măng. Thì che cái chòi ở tạm được mà. Chứ nhà này cũng đâu có kín đáo gì đâu. Rồi hay là muốn làm nhà bên kia rồi xong rồi mới dỡ cái này. Tính vậy nhưng mà kệ, muốn dỡ ra cũng được. Mà đi không. Nhà người ta ngủ cũng được đó. Đi nhà. Được không? Chắc được. Có ai cho không? Không, anh xui. Anh xui hả? Xin nhà bà Đèo ngủ trước hàng ba được. Người ban đêm hôm có ngủ đây không? Có ngủ đây á. Dạ. Ngủ trên giường đâu bỏ đi được. Thôi giờ ngủ ở đây có bị ma nhát không? Không. Không hả? Có nhưng mà nó không có nhát mình, dạng như đi lụp sụp xung quanh vậy đó. Mà không có thấy sợ. Vậy người ta không cho mình sợ, không sợ. Có khi tưởng đâu là ấy rồi đi ra ngoài coi thử có không mà đâu có thấy gì đâu. Sợ người ta chứ không sợ người ta. Không sợ ma mà sợ người ma sống á. Hết chưa? Hết hộp đó chưa? Hết chưa? Còn... uống quá đã luôn rồi, đó giờ có từng được ăn ngon đâu. Bánh luôn nè, con ăn không? Bánh không? Ăn hả? Rồi ở đây xây cho cái lò đốt gác luôn nha. Mai mốt làm ơn đốt gác giùm cái, đừng có quăng dưới sông, đừng có giục dưới sông nữa.
tội cái sông lắm, tội cái dòng kinh này lắm. Rồi con ăn coi ngon không, ngon không, mai mốt chú mua cho nữa. Ngon không? Ở đây có rất là nhiều cô chú anh chị thương hoàn cảnh của hai mẹ con. Thì cũng có chị đòi nhận con bé làm con nuôi nữa. Nhưng mà nuôi trên tinh thần thôi. Thì sẽ hỗ trợ lâu lâu, 1-2 tháng thì hỗ trợ tiền để cho mua sữa rồi cho nó uống, mua thức ăn rồi đó. Thì đáng lý ra thì hôm nay Thiện cũng cập nhật cái số tiền mà các nhà hảo tâm giúp đỡ đó để Thiện công bố lên, nhưng mà do cái công việc nhiều quá không có làm kịp. Thì cái đó Thiện sẽ cố gắng ở những cái video sau á, Thiện sẽ công bố lên. Ngon không? Ăn ngon không? Cho chú miếng rồi. Cho chú miếng không? Cho chú miếng. Rồi, cảm ơn con. Không ăn đâu. Thôi cho mẹ đi. Thử lòng chút xíu vậy được rồi. Tốt bụng. Ăn đi. Rửa mẹ đi. Tốt bụng vậy là được rồi. Mà chú gắng giúp đỡ con đi, đừng cho mẹ con khổ. Không có hiền diện chắc cuộc đời này không biết đi đâu luôn. Thì đi ra ngoài đồng, ngoài ruộng hoài vậy đó, chứ đi đâu. Đi xuống cầu, nhảy cầu xuống. Rồi 2 triệu hôm trước còn không? Còn. Còn nhiêu? Còn 1 triệu. Gần 1 triệu kia làm gì? Một hồi được chuẩn bị ra làm đó rồi. Ở đâu, mua để ở đâu? Để trong tủ. Có mua gạo chưa? Mua rồi, đó. Em mà cắn quá rồi. Rồi mua sữa cho con bé uống. Mẹ có mua sữa cho con uống không? Chứ xin hỏi mẹ có mua sữa cho con có uống không? Có mua sữa không? Mẹ có tiền rồi. Mẹ có tiền rồi phải không? Êm rồi ha. Mẹ có tiền rồi, êm rồi đó. À, thì vậy đi ha, hôm nay lại tới thăm hai mẹ con thì cũng chúc mừng nha, chúc mừng cho hai mẹ con. Rồi gắng vài hôm nữa đó thì sẽ cùng thợ tới đây để cất nhà cho hai mẹ con có cái ngôi nhà đàng hoàng kín đáo ở nha. À, thì Thiện thay mặt gia đình chị Hương đây chân thành cảm ơn tất cả cô chú anh chị gần xa, các nhà hảo tâm đã đồng hành cùng Thiện về vật chất, tinh thần, luôn ủng hộ Thiện, chia sẻ những cái kinh nghiệm để sau này cái công việc từ thiện ngày càng hoàn thiện hơn và mang nhiều ý nghĩa hơn. Đó thì cũng chúc cho chị được nhiều sức khỏe, rồi cũng cố gắng ha. Thì vài hôm tới thì sẽ tiến hành làm nhà cho gia đình. Thay mặt gia đình xin cảm ơn Hiệp Sĩ và cảm ơn các mạnh thường quân, cảm ơn các nhà hảo tâm giúp đỡ cho hai mẹ con. Tôi xin cảm ơn nhiều lắm. Ở nơi đây chắc Thiện làm từ cái mí này chở ra sau luôn. Đó là thôi làm đây đi ha, để chị có cái nhà đó chị ở ha. Rồi muốn cắt ở đây ha, cắt qua vàng mướp, cắt đây đi ha, để đường đi ha. Thì từ mí này tới ngoài kia đi nha, để cho hai mẹ con ở. Rồi cái phần bên kia sau này dỡ ra nuôi gà nuôi vịt rồi mấy em bển á. Dạ, ở đây bà Ý cũng ở gần của hoàn cảnh của chị Được đây, thì Ý cho biết thêm hoàn cảnh của hai mẹ con này sao ấy. Hai mẹ con này tôi cũng thấy vất vả từ hồi nào tới giờ, hồi cha còn cũng vậy nữa. Yeah. Vì nói nó mất lòng, mẹ anh ta không như mẹ mình, nó như thôi. Yeah. Mẹ anh ta không như mẹ mình, ở nó khó ha. Khó nói lắm, mà yeah. Bên đây nó cũng cháu tôi. Yeah. Mà sao mà tôi không thương, mà tôi thương nhỏ này người dân. Yeah. Mình ở thẳng ngay thẳng, nói đàng hoàng.
Ở đây là mẹ của chị đây mất là mất trước ba là bao lâu? Mất hồi nó lớn, nhỏ hơn nữa. Nhỏ hơn luôn hả? Nhỏ hơn nữa. Ờ. Vì ở đây nè, sinh sống nó còn anh về đây đó. Rồi rồi sau này cha có vợ là cho sớm không? Có sớm không? Nó thì hồi gặp mẹ ngon ngon hôm long thì mà nhỏ này mới 1 tuổi vậy ha. Ờ. Mới 1 tuổi vậy ha. Dạ. Về hoàn cảnh này quá khổ hả? Khổ dữ lắm, khổ từ hồi ăn học tới giờ là khi biết Mỹ không dám nói chuyện người ta. Dạ. Cái gì đó. Mà ở đây hàng ngày mẹ con làm gì sống? Thì y cũng vậy, hướng dẫn nó giờ có mùa ốc thì bắt ốc, mùa lúa đi mót lúa đi, lít đợn lít. Rồi ai kêu chạy xe ôm thì đi chạy đi kiếm đèn, nước mắm, nước muối hay bánh hàng con. Dạ. À, y cũng nói với nó vậy rồi hỏi nó coi, nhắc nhở nó vậy làm phước đi. Dạ. Ở đây bà ở cái bên có hỗ trợ được gì không? Thì nó có bữa qua thì có cơm nước thì kêu ăn, y cũng đâu có cái gì, con cũng biết sẵn. Con đi mặn mướn mặn thê ý ở nhà với cháu đó. Qua gặp cái gì kêu ăn nấy, rồi nhiều khi đem qua cho nó, hỏi nó đi mặn cái gì cũng đem qua cho. Mẹ con nó ăn. Mình có ít mình lòng nhiều thấy khổ vậy đó. Thì nay cũng chị Hương đây cũng đã được rất nhiều nhà hảo tâm giúp đỡ để cất lại căn nhà này. À, nghe chuẩn bị về ngày tới sẽ làm đó. Nghe nói vậy con tôi ở thành phố đó, nghe nói vậy nó cũng mừng dùng nhỏ này nữa. Nó cũng điện về má ơi má được nhà hảo tâm với con mừng dùng nó. Cho nó thoát khỏi cái cảnh khổ đi, bù côi bù cút, không ông, không bà, không cha, không mẹ. Y nói muốn gần nước mắt. Mà y nói không có được. Nói ra dòng họ mình không bên đi bên người dân. Mình không phải bên, mình nói thiệt tình, thấy thực tế mình nói sao, nói vậy biết không? Chứ nó có cho vậy hay ra nó có cho vậy, ý cho nó là có, chứ nó có gì cho ý không có ăn đâu. Nhưng mà mình thấy sao nói vậy? Thấy sao nói vậy? Mình nói nhiều sao người ta ghét, ganh ghét mình. Nó khổ với con cũng đường đi đây đi đó, con cũng biết cái hoàn cảnh đó. Ăn thì dễ ăn, chứ nói khó nói lắm. Tôi khóc khi nó hoài, khóc tội nghiệp nó. Rồi thì nay cũng đã có được rất nhiều cô bác chúng ta giúp đỡ rồi. Thì sau này chắc chắn một điều là hai mẹ con sẽ có cuộc sống tốt hơn. Thì ở đây theo ý thấy, bây giờ con thấy là đi bắt ốc, đi bắt hái gao thì nó rất là nguy hiểm cho con bé. Bỏ con nằm, có cây, có cối, rồi gửi cho tôi á, thì cháu tôi nó hung dữ hơn, ăn hiếp. Ăn hiếp cái người ta nói là sao không đem gửi mà nhà người ta mà đem gửi không tin tưởng người ta. Thì con người mình sao mà người ta không tin tưởng. Nó khổ lắm ơi. Rồi bây giờ ở đây thấy chăn nuôi trồng cây rồi xung quanh được không? Được. Thấy được ha? Được. Chờ y nói với nó ngày nó làm lộ này, con mua cái cống con để đi, rồi nữa con xây chuồng heo, con nuôi một cặp thôi. Y hướng dẫn nó vậy, hỏi nó coi. Rồi gà vịt nuôi mày bông đi lại 2-3 ngày rồi lại coi dùm nó lần rồi. Nó chung ra mất á, thì giờ kêu nó con kiếm 2-3 tấm lá chầm rồi dặn chân dưới nó đi. Chỉ nó đủ thứ gì hết trơn đó. Cái gì cũng quý quá rồi. Bây giờ thì cố gắng đây ha. Đứng sát vô, kêu con bé ra mình chụp tấm hình đi. Xu ơi, rồi ai cũng nói nhỏ y vô một hè với nhỏ này. Ở gần đây á, mình muốn rút điện nó hoài à. Tụi nó mày nhịn đi, tao nói gì nó con có câu nhịn chín câu lành. Thôi vậy đi, để sau này cất nhà xong rồi con vô điện với gia đình luôn. Giam giúp giùm nó đi. Cho nó kiểu như là mình phải tự độc lập luôn, không có còn lệ thuộc ai nữa hết. Y cũng làm phước vậy hả? Dạ nó biết ơn, y không biết do trời đi. Vậy đi, do trời đi. Nó đi qua nhà y nó than thở vậy, y nói chuyện với nó hỏi y rớt nước mắt, y tủi thân. Vì con cũng chúc ý với chúc mấy mẹ con này được nhiều sức khỏe nha. Ngày hôm nay nhà cửa cũng đã được giúp đỡ rồi, thì sau này sẽ có cuộc sống tốt hơn. Mà nghe nó cho nhà này, nghe người ta đâm thật nó cứ đi nói với yêu mà. Nên người ta đâm thật thì biết hiếu sửa cho không, ta nói ta cho là cho rồi mẹ ơi, kệ nó nói gì nói. Giật cộng mắt khó mà người ta biết hết trơn mà. Cái tiếp xúc nói với nó vậy nữa.